Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 5G với dung lượng lưu trữ lên đến 128GB. Sản phẩm này được ra mắt vào tháng 3 năm 2023. Trước mặt chúng ta đây là sản phẩm Samsung Galaxy A34 5G với dung lượng lưu trữ là 128GB với phiên bản màu xanh các bạn nhé. Rồi sau đây mình sẽ mở hộp cho các bạn cùng xem nhé. Rồi bên trong này thì chúng ta sẽ có chiếc máy đây các bạn này. Đó, với một túi ni lông các bạn này. Đó. Rồi xem phụ kiện ở bên trong này chúng ta có gì nhá. Đây là không có gì này. Rồi bên này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái que chọc sim này. Sách hướng dẫn này các bạn. Và dây cáp sạc C2C các bạn nhé. Rồi ngoài ra thì không còn gì cả. Bắt đầu với lại phần thiết kế của chiếc điện thoại này. Nói về kích thước của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 5G này. Với kích thước là 161,3 x 78,1 x 8,2 mm. Và trọng lượng của chiếc điện thoại này là 199g. Chiếc điện thoại này khá lớn và nặng. Tuy nhiên với thiết kế nguyên khối, với khung và mặt lưng bằng nhựa này, thì Samsung đã tạo ra một cái sản phẩm khá là chắc chắn cho chúng ta cầm nắm thoải mái. Về màn hình là một trong những điểm nổi bật của chiếc Samsung Galaxy A34 5G này, với cái công nghệ Super AMOLED. Với công nghệ Super AMOLED này thì sẽ đem lại một cái trải nghiệm xem video và chơi game vô cùng mượt mà. Độ phân giải của chiếc điện thoại này là Full HD cộng 1080x2340 pixel, và tần số quét của chiếc điện thoại này là 120Hz các bạn nhé. Ngoài ra màn hình này có độ sáng tối đa lên đến 1000 nit, giúp bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại này ở ngoài trời một cách thoải mái mà không bị che khuất bởi ánh sáng. Samsung Galaxy A34 5G này cũng được trang bị hệ thống camera đa dạng và mạnh mẽ. Camera sau bao gồm 3 ống kính với độ phân giải chính là 48 megapixel này. Hai cam phụ là lần lượt là 8 và 5 megapixel, cho phép bạn chụp ảnh được nhiều góc độ và nhiều chế độ khác nhau. Ngoài ra thì ở trên chiếc điện thoại này còn có nhiều chế độ đặc biệt độc đáo như chế độ slow motion này, chế độ chuyển động siêu chậm này, chuyển động chậm này, chụp siêu cận này các bạn, macro này, đó, và chống rung quang học các bạn nhé, chống rung quang học đây các bạn, chúng ta sẽ có phần ở phần ngón tay đây, đó là chế độ siêu ổn định và camera ban đêm, chúng ta sẽ có chụp ban đêm đây các bạn. Về hiệu suất, Samsung Galaxy A34 5G này được trang bị chip MediaTek Dimensity 10808 nhân cùng với lại GPU Mali G68 MC4 RAM 8 và dung lượng lưu trữ lên đến 128GB. Hệ điều hành được cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 13, cho phép bạn truy cập vào những tính năng mới nhất và được bảo mật tốt hơn. Về tiện ích thì Samsung Galaxy A34 5G này được trang bị nhiều tính năng đặc biệt như chế độ đơn giản này, trợ lý ảo Samsung Bixby này, chạm hai lần tắt sáng màn hình này, chặn cuộc gọi và tin nhắn, thu nhỏ màn hình sử dụng một tay này, và đa cửa sổ chia đôi màn hình giúp cho bạn sử dụng thiết bị một cách thuận tiện hơn này. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 này được trang bị bộ nhớ RAM là 8GB, dung lượng lưu trữ là 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa lên đến 1TB, cho phép người dùng lưu trữ nhiều hình ảnh, video và tài liệu quan trọng hơn. Đặc biệt là chiếc điện thoại này chúng ta sẽ có cái phần RAM Plus. Chúng ta có thể cho phép nâng cấp lên đến 8GB RAM, chọn sử dụng dung lượng bộ nhớ máy để sử dụng làm RAM. Về pin và sạc, Samsung Galaxy A34 5G này được trang bị pin LiPo dung lượng là 5000 mAh
và hỗ trợ sạc tối đa là 25W. Điện thoại này cũng có công nghệ sạc pin nhanh để giúp người dùng sạc nhanh pin nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Một tiếc một xíu là trong chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 5G này, chúng ta sẽ không được tặng sạc đi kèm mà sẽ phải mua sạc riêng các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng quan sát lại một chút về chiếc máy này. Ở trên đỉnh này chúng ta sẽ có khay SIM các bạn nhé.